chị đang không ở công ty. Em nói luôn đi. Anh quẹt sai chỗ rồi. Phải dịch lên một chút nữa con. Anh quẹt đúng chỗ rồi đấy. Đưa cho em địa chỉ đi. Em phục vụ tận giường cho. Đây là số điện thoại của em. Giờ em phải lên công ty giải quyết việc rồi. Anh chở em lên đấy nhá. À, hai cốc này anh thanh toán chưa? À, anh vừa quẹt thẻ rồi. Anh thanh toán rồi. Nhưng mà ở đây em có thấy có máy quẹt thẻ nào đâu. Làm sao mà quẹt được? À, quẹt đúng chỗ, đúng người thì quán em cho quẹt hết đi ạ. Mình đi thôi. Em đỉnh thật đấy. Lâu lắm rồi mới có được cái cảm giác sung sướng thế này. Khiếp. Anh nói cứ như là bị bỏ đói lâu ngày rồi ấy. Rõ ràng là anh có cô người yêu xinh đẹp thế bằng gì. Ôi giời. Xinh thì cũng có để làm gì đâu. Mặt thì cũng xinh thật đấy. Thế nhưng mà chuyện giường chiếu chán lắm. Đâu được như em. Rõ là lắm trò. Mà này, tại sao em lại đồng ý ngủ với anh ấy? Em bán trà đào ở quán, chứ có phải là mấy cô đứng vẫy vẫy ở ngoài đường không? Bây giờ còn ai đứng ngoài đường để vẫy khách nữa hả anh? Em bán trà đào ấy, mục đích chính cũng là để tìm khách hàng tiềm năng có nhu cầu về chuyện ấy. Như anh ấy. Thì ra là như thế. Bán trà đào chỉ là phụ thôi. Còn công việc chính là bán đào ạ. Nhưng mà nhá, em tin thật đấy. Thế mà em cũng biết được là anh đang có nhu cầu. Thì sáng nay anh qua quán của em mua trà đào. Mặc dù là anh đi với cả bạn gái anh thật đấy. Nhưng mà sắc mặt của anh trông mệt mỏi lắm. Không giống như những người được chăm bẵm đầy đủ. Em nhìn khách ý, tinh lắm đấy. Ghê thật đấy. À đúng rồi, để anh chuyển khoản cho em. Xong, em check đi. Uầy, anh hào phóng y như vẻ ngoài đẹp trai của anh ý. Chứ còn gì nữa. Em mà chiều anh thì anh còn cho em nhiều hơn nữa cơ. Mệt quá. Đi ngủ đây. Sao em lại bước ra từ nhà người yêu chị? Chị vẫn nhớ em à? Đương nhiên rồi. Chị nhớ của chị tốt mà. Với cả sáng nay chị cũng vừa mua trà đào quán em mà. À thì đấy, em đi ship thêm trà đào cho người yêu của chị. Người yêu của chị khen đào em ngon. À, khen trà đào của em ngon. Nên là kêu thèm quá nên em phải ship gấp chị ạ. Thèm đến mức đấy cơ? Vâng, trà đào của em là ngon nhất cái khu này đấy. Mà tính em còn sở lời nên là phi ship luôn. Khách đặt nhiều lắm chị ạ. Thế em xin phép chị đi về trước. Em nhìn cái gì đấy? Sao trà đào đâu mà anh không uống? Lại đi uống nước ngọt này. Trà đào nào cơ? Gọi trà đào để uống mà lại đi uống nước ngọt là sao? Không thấy vỏ cốc trà đào trong thùng rác. Quanh nhà cũng không có. Nghĩa là anh Phương chưa hề gọi cốc trà đào nào cả. Nãy hình như là em thấy có bác gái nào già già ship đồ cho anh ở ngoài cửa đúng không? Bác nào? Anh có đặt cái gì đâu? Anh chắc chắn là anh không đặt gì chứ. Ừ, anh ở trong phòng cả ngày mà. Anh ngủ chứ có làm gì đâu. Mà này, tự nhiên em thèm trà đào quá. Hay là đặt mua ở cái quán sáng nay được không?
gọi ship được không nhở? Ở quanh đây thiếu gì quán trà đào ngon đâu, mà em phải đặt tận ở cái quán đấy cho nó xa ra. Nhưng mà ngon. Với cả em thấy cái cô bán trà đào đấy cũng xinh xắn, khách nam nào mà mua đồ ở đấy chắc là đều chết mê chết mệt nhở. Gì, cái con bé đấy á, anh thấy nó gầy nhom, xinh cái gì mà xinh. Nó còn chẳng được một góc của người yêu anh ấy. Nhưng mà sao em biết cái quán đấy vậy? Thì có cậu nhân viên cấp dưới giới thiệu em ở gần công ty có quán trà đào ngon lắm. Em muốn thử xem thế nào, ai ngờ ngon thật. Anh cũng thấy ngon. Anh. Gì đấy? Ai chà chà, iPhone 15 Pro Max à? Ông này phóng tay với em phết nhở? Không phải là ông ta phóng khoáng với em, mà là do người yêu của anh phục vụ nhiệt tình quá nên là không thể trả ít được. Sao đây? Phục vụ khách hàng tốt hơn phục vụ người yêu em chứ gì? Này, anh nghĩ linh tinh cái gì đấy? Cho dù là em có phục vụ ông ta tốt đến mấy cũng không thể nằm bằng một góc của người yêu em đâu. Thôi được rồi, thêm một định làm nghề này bán trà đào trà hình đến bao giờ nữa đây? Chứ anh không thể chứng kiến cái cảnh người yêu của mình đi phục vụ thằng khác mãi được đâu. Em biết rồi mà, nhưng mà anh cố gắng chịu thêm một thời gian nữa nhá. Đợi em gom đủ tiền em trả nợ rồi mua nhà. Đến lúc ấy em chỉ ngủ với mỗi mình anh thôi. Thôi được rồi, anh là anh hết sức thông cảm, thông cảm hết sức. Chỉ nốt lần này thôi đấy nhá. Để mai anh lên công ty dòm ngó xem là có thêm khách hàng nào tiềm năng không, để giới thiệu tới quán trà đào trá hình của em. Nhưng Phương đấy. Anh Phương ạ. Phương đây à? Anh lên gặp chị Linh anh. Chị Linh có trong phòng làm việc không em? Em vừa vào đưa giấy tờ cho chị Linh ký thì không thấy chị có ở trong phòng. Anh vào đây ngồi đợi đi, để em đi sang phòng họp xem chị Linh có ở đó không ạ. Thế thì em tìm chị Linh giúp anh nhá. Anh trong phòng đợi. Vâng ạ. Quay lại, không biết bà Linh đi đâu, tìm cả công ty rồi không thấy. Alo, nói đi. Tối nay à? Tối nay đi bia ôm á? Ok, được, đi luôn. Xin nói thật, tôi thiếu hơi gái lâu lắm rồi. Trong người là bây giờ cứ bứt rứt, bồn chồn khó chịu lắm. Ủa, anh ta yêu bà Linh lâu rồi mà sao lại thiếu hơi phụ nữ là sao? Chẳng nhẽ bà Linh không cho? Người yêu tôi á? Sao tự nhiên nhắc đến cô ta làm cái gì? Tôi chán lắm rồi. Lúc thì kêu là đang bị bệnh phải đặt thuốc, chả làm ăn gì được. Xong lúc lại kêu là chết công việc, không có hứng làm. Giết tụi tôi cũng chả để mà hỏi nữa. Ra là thế. À mà này, có biết chỗ nào có mối rau sạch thơm thơm tí không? Giới thiệu rồi phát. Tôi đi xả chứ làm cái gì? Thì đương nhiên là cái Linh nó làm sếp to như thế, làm sao mà tôi bỏ nó được. Sau hôm đấy anh dụ dỗ bà Linh giới thiệu cho bà ấy một quán trà đào ngon để em có thể tiếp cận ông Phương một cách rất tự nhiên. Người yêu của em ý đúng là cao tay thật đấy. Thế thì mình sẽ lấy cái số tiền mà em kiếm được đi ăn một bữa xả láng nhá. Ok, đi. Đi. Hôm nay mình đổi địa điểm nhá. Đừng làm ở nhà anh nữa. Anh đang đứng ở trước cửa nhà em rồi đây. Yeah.
đang khoác tay ai kìa. Kiều. Anh yêu, hôm nay anh thích ăn gì em bao. Ngày hôm nay á, em không có lịch tiếp khách nào cả. Ok. Anh yêu là sao? Anh Phương, chuyện này là thế nào? Mà hai người đang yêu nhau à? Cậu Phiêu, cậu là cấp dưới của Linh đấy. Còn cô ta là người yêu của cậu. Nhưng cô ta lại với tôi. Nhưng mà sao em biết quán đấy vậy? Thì có cậu nhân viên cấp dưới giới thiệu em ở gần công ty có quán trà đào ngon lắm. Em muốn thử xem thế nào. Ai ngờ ngon thật. Anh cũng thấy ngon. Thì ra là cậu cố tình giới thiệu chỗ người yêu cậu bán là để dụ tôi vào trong đúng không? Phải không phải, có quan trọng gì đâu anh. Quan trọng là ấy, anh đang rất ưng em còn gì nữa. Mà anh yên tâm, em chuyên nghiệp lắm. Mặc dù có bạn trai đấy, nhưng mà em vẫn phục vụ khách hết mình. Chị biết à? Tôi không có ngu mà qua lại với người yêu của cấp dưới của Linh nhá. Thằng này không thiếu. Thế ý anh là sao? Là từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không gọi cô đến nữa. Và mối quan hệ của chúng ta chấm dứt. Còn là cậu Phiêu, tốt nhất cậu đừng có bếp xếp gì với Linh. Nếu không, tôi sẽ không để cho cậu yên đâu. Và chắc chắn một điều là Linh sẽ tin tôi hơn là cái loại tép diêu như cậu đấy. Khoan đã, từ từ. Anh nghĩ anh buông bỏ chúng tôi dễ dàng như thế? Không biết là chị Linh sẽ tin anh hay là tin những bức ảnh này hơn nhỉ? Tại sao cậu lại có được những bức ảnh này? Ấy, lúc nào làm việc với khách ý, em chả chụp ảnh lại. Mà đặc biệt còn là người yêu của sếp người yêu em nữa, thì em càng phải chụp nhiều ảnh chứ. Em này, không biết chị Linh sẽ sốc như thế nào khi nhìn những bức ảnh này. Bởi vì trong mắt của chị Linh ấy, anh ta luôn là một người đàn ông đàng hoàng tử tế. Ai ngờ cũng đi ra ngoài ăn bụng. Tóm lại là hai người muốn cái gì? Đơn giản thôi, 300 triệu. Chỉ cần anh đưa cho chúng tôi 300 triệu ấy, thì những bức ảnh này sẽ tự động biến mất. Và bí mật ăn vụng của anh ấy sẽ được chôn vùi theo luôn. 300 triệu. Anh bị điên à? Tôi không phải đại gia đâu mà có được số tiền lớn như thế. Cái đó bọn tôi không quan tâm. Anh không phải là đại gia ấy, nhưng mà người yêu anh là đại gia cơ mà. Lợi dụng đi. Nhưng mà làm sao mà tôi có thể tin được hai người? Nhỡ hai người cầm tiền xong, hai người thất hứa thì sao? Anh còn lựa chọn nào khác à? Bởi vì nếu anh không đưa tiền cho chúng tôi, thì ngay trong ngày hôm nay, chị Linh sẽ biết được hết toàn bộ sự việc. Cố gắng nhé. Cố gắng nhá. Alo Linh à? Anh Bảo này. Ngày mai em về đúng không? Em bảo anh là em đi công tác ngày kia mới về mà. Anh hỏi gì lạ thế? Anh hỏi để anh sắp xếp. Anh ra sân bay đón em ấy mà. Thế nhá.
mật khẩu thẻ cũng chính là ngày sinh nhật của cô ta. Mình chỉ cần giả vờ là cô ta bị hách tại ngân hàng, thế là xong. Linh, anh tưởng là ngày kia mới về nhà cơ mà, sao em lại ở đây? Thế sao anh lại ở nhà tôi? Tôi tưởng lúc nói chuyện điện thoại, anh đang ở nhà anh cơ mà. Anh về nhà rồi, nhưng mà anh chợt nhớ ra là anh có để quên đồ ở nhà em, nên anh quay lại lấy. Anh quên cái gì đấy? 300 triệu à? 300 triệu. Sao em lại biết được chuyện này? Từ hôm bắt gặp cô ta đứng trước cửa nhà anh là tôi đã nghi ngờ rồi. Là hôm đó sao? Em hỏi anh, anh có mua trà đào không? Là vì chuyện đó à? Ừ. Hỏi anh sao? Thì tôi mới biết trà đào chỉ là cái cớ để hai người lấy ra để lấp liếm thôi. Thế còn 300 triệu sao em biết được? Thì tôi đến gặp trà và cho cô ta số tiền đủ để cô ta có thể nói hết sức tất cả mọi thứ. Cô giật tiền cũng nhanh nhở? Chị là khách hàng đã từng mua trà đào quán em mà. Cô biết về tôi hơn thế mà. Mà cô cũng biết rõ về cả người yêu tôi nữa, đúng không? Chị nói cái gì thế? Em chả hiểu gì cả. Tôi và cô đã gặp nhau ở nhà người yêu tôi. Cô nói dối là cô đi thích trà đào. Giờ tôi cho cô hội để nói rõ tất cả sự thật với tôi, thì số tiền này sẽ thuộc về cô. Em chả biết gì cả chị gái ạ. Mà em nói thẳng luôn nhé, cái số tiền này không thể cậy miệng với em đâu. Nhìn cô tự tin như thế, chắc hẳn người yêu tôi cũng cho cô không ít tiền đúng không? Tôi không biết anh ta hứa hẹn với cô cái gì, nhưng mà tất cả số tiền mà anh ta cho cô đều là lấy từ tôi đấy. Nên tôi nghĩ cô đủ thông minh để biết đâu là mỏ vàng mà, đúng không? Tôi cũng không cần biết rõ tường tận chuyện cô và người yêu tôi qua lại với nhau như nào. Chỉ là tôi có nhiều tiền quá, mà tôi lại muốn cho cô cơ hội kiếm tiền. Nhưng mà nếu cô không muốn thì thôi vậy. Nếu chị ta biết rồi thì mình cũng không có lý do gì để uy hiếp được ông Phương. Thôi, không lấy được 300 triệu thì lấy chỗ tiền này cũng được. Em sẽ kể tất cả. Linh, em nên giải thích đã. Anh sai, anh xin lỗi em. Chỉ vì phút đồng một nên anh mới làm như thế. Nhưng mà anh yêu em là thật lòng của Linh. Anh mà yêu tôi thật lòng thì anh đã không lừa dối tôi rồi đi ngủ với đứa con gái khác. Bây giờ anh cút ngay ra khỏi nhà tôi. Nhìn cái bản mặt của anh, tôi thấy ghê tởm. Em muốn giải thích. Linh ơi, anh không làm gì mà. Anh nói thế là thế nào? Anh húp em chán chê rồi.
chung cư vẫn còn ở trên miệng của anh ấy kìa. Có mùi tanh tanh mặn mặn, chẳng lẽ rõ ràng là anh nhớ là hôm qua sau khi ăn cơm xong anh cũng uống phải cốc bia đấy, xong là anh nói thế như thế nào? Bây giờ chị Linh chị đối xử với em rất là tốt, chị ấy mà biết cái chuyện này chị sẽ hiểu sai về em đấy, em không còn mặt mũi nào nhìn chị ấy nữa đâu. Thôi được rồi, bây giờ em cứ bình tĩnh lại đã. Bình tĩnh là bình tĩnh như thế nào? Bây giờ anh nghĩ cách gì đi. Chị Linh chị mà hiểu nhầm em nhá, chị ấy nghĩ em là một đứa con gái dễ dãi thì em biết phải làm sao? Anh thì bây giờ em cứ làm mọi thứ như bình thường, anh sẽ bù đắp cho em được chưa? Bù đắp là bù đắp như thế nào? Bây giờ em phải làm sao? Không được, chị Linh mà chị hiểu sai về em thì chết. Em phải nghỉ việc, em phải trốn đi một nơi thật xa, không ai biết về em. Ê, em hấp mà, bây giờ em mà nghỉ việc anh biết ăn nói thế nào với chị Linh đấy. Chị sẽ nghi ngờ ngay. Bình thường chị đã rất là ghét anh cái thói nhậu nhẹt trong say xỉn rồi. Thế bây giờ phải làm thế nào? Nhỡ may em có thai thì sao? Em phải đi khám. Ê, đi khám, em phải. Anh sẽ cho em tiền đi khám được chưa? Nhưng mà em ở nhà cả ngày sẽ suy nghĩ đến chết mất, em phải làm sao? Thì anh sẽ cho em thêm một ít tiền rồi em đi ăn đi chơi cho khuây khỏa đầu óc được chưa? Nhưng mà mai em còn phải làm việc nhà mà. Thì nghỉ một hôm đi, rồi em thích đi đâu đi, em mua gì thì mua nhá. Anh hiểu. Lát nữa anh sẽ cho em thêm một số tiền nữa. Nhưng mà ấy, chuyện này chỉ anh với em biết rồi đấy, đừng có bếp xếp nửa lời với chị Linh, rõ chưa? Em biết rồi, em cũng sợ chị Linh hiểu lầm về em lắm. Rồi lúc đấy anh đừng bỏ rơi em nhá, em sợ lắm. Cá đã cắn câu. Về rồi đấy à? Thế nào? Mấy hôm đi du lịch đã thấy khuây khỏa chưa? Anh rót cho em cốc nước đi. Nhanh lên, con trừng mắt ra đấy làm gì nữa? Em buồn đi. Em đi du lịch có 2 ngày thôi, bỏ bèn cái gì? Vết thương lòng của em ý vẫn còn ở đây này. Mà em đi du lịch tiêu hết tiền rồi, anh lo mà cho em thêm đi. Cái gì? Đã hết tiền rồi á? Anh đưa cho em hẳn 10 triệu cơ mà. Anh nghĩ 10 triệu của anh to lắm đấy à? Nhưng mà anh vừa mới xin chị Linh. Em không cần biết. Bây giờ anh có cho em thêm tiền không? Nếu mà anh không cho em thêm tiền ý, thì em sẽ buộc miệng nói tất cả những cái chuyện mà anh làm với em hôm nọ cho chị ấy biết đấy. Kìa. Alo, chị yêu của em đây à? Chị đi công tác có ổn không? Có ăn uống đầy đủ không đây? Có chuyện gì nói luôn đi. Chị mày không quen với việc nịnh nọt này đâu. Chị cho em vay thêm tiền đi. Chứ dạo này em túng quá. Đợt nào mà mày chẳng căng. Cứ làm được vài ba hôm là mày chán, đòi bỏ việc. Từ bảo vệ tới shipper. Thậm chí chị xin cho mày chân văn phòng mày cũng bỏ. Mày chỉ biết ăn chơi suốt ngày thôi. Kìa chị, đấy chả qua là công việc nó chưa phù hợp với em thôi. Ý mà chị, em xin chị đấy nốt lần này thôi. Em thể em hứa là sang tháng em sẽ tìm việc làm và em sẽ đi làm chăm chỉ mà chị. Đi mà chị, em xin chị đấy chị. Thôi được rồi, để chị chuyển cho mày 5 triệu. Kiểm tra tài khoản đi. Mày lớn rồi, phải biết tự lo cho bản thân mình đi chứ. Chị không nuôi mày mãi được đâu. Dạ vâng, em nhớ rồi ạ. Em cảm ơn chị. Anh Phương, ra đây em nhờ đi. Chị đây.
Em bảo này, sắp tới là em cần 10 triệu. Hay là trong nội một ngày nữa, anh lo cho em nhá. Nếu không thì... Lại tiền. Sao lúc nào cũng tiền đấy? Em không còn nói chuyện gì khác ngoài chuyện tiền nong à? Thế em sẽ kể cho chị Linh biết chuyện của chúng mình nhá. Rồi up hết tất cả những cái clip của bọn mình lên trên mạng xã hội, để cho toàn thể cư dân mạng này, bạn bè anh này, gia đình anh, những người anh yêu thương, hoặc là những người mà thương anh biết. Đến cái lúc ấy thì cái bộ mặt của anh người ta sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng mà mấy hôm nay anh xin tiền chị quá nhiều. Hôm trước anh vừa xin 5 triệu xong, hôm nay mà xin 10 triệu nữa chắc chị không cho đâu. Nếu mà anh không xin được ý thì anh ăn trộm đi. Chị nhiều tiền lắm, anh lấy một vài triệu chị không biết đâu. Trời ơi, em bảo anh phải làm gì bây giờ? Em không cần biết. Mà trước hết ý, anh dọn dẹp qua cái đống rác này đi nhá. Nếu mà chị Linh chị về chị nhìn thấy, chị lại cáu lên đấy. Chị. Em làm cái gì đấy? Còn cô kia, tại sao cô ngồi ăn mim mim, còn em trai tôi phải làm việc nhà này? Tự nhiên em đau bụng quá. Vừa nãy em dọn dẹp nhà cửa nhưng mà tự nhiên bị đau bụng. Thế là anh Phương có lòng tốt, anh giúp đỡ em thôi mà. Chứ sao mà chị phải căng lên với em thế? Không căng làm sao được. Tôi bỏ tiền ra thuê cô về để dọn dẹp nhà cửa, chứ không phải để cô ngồi chơi rồi bắt em trai tôi làm như này. Có phải bình thường ở nhà cô cũng bắt nó cơm nước đúng không? Anh Phương, anh nói xem, có phải là em ép anh làm cái gì không? Không phải đâu chị. Tại vì em cũng rảnh ấy. Mà con bé nó bảo nó bị đau bụng, cho nên em chỉ muốn phụ giúp nó một chút thôi. Chứ đường đường là một đấng nam nhi, ai lại đi làm mấy cái chuyện vặt vãnh này à? Mà chị có đói chưa? Em bảo trà dọn cơm ra. Lã chị đi tắm ý, anh nhớ mà trộm tiền ấy nhá. Nếu không thì hình tượng em trai cưng của anh trong mắt của chị sẽ không còn nữa đâu. Anh ngồi đây chờ một lát nhá, chị Linh cũng sắp về rồi đấy ạ. Ừ. Anh Phương ơi. Đúng rồi, đây là anh Phiêu. Anh Phiêu là người yêu của chị Linh ấy. Anh ấy, đây là trà, bé giúp việc nhà em đấy anh ạ. Chào em nhé. Em là trà, rất vui được làm quen với anh ạ. Anh cũng thế. Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên anh Phiêu đến ra mắt nhà mình, nên anh ấy sẽ ở lại ăn cơm. Chị Linh có nhắc anh là bảo em nấu nhiều món hơn mọi hôm đấy. Tất nhiên rồi, em chắc chắn sẽ làm anh Phiêu hài lòng mà. Cảm ơn em nhé. Đúng rồi anh, ở ngoài đường có tắc không anh? Hôm nay là chủ nhật, cũng không tắc lắm. Người ở đâu mà vừa đẹp trai, vừa phong độ thế kia? Ăn đứt tên lầm lầm lì lì ăn hại kia ấy chứ. Mùi ngon như thế này tự dâng tới miệng mình thì mình không thể nào từ chối được rồi. Bác Hòa vừa gọi chị em mình sang nhà bác có việc không? Thế còn anh Phiêu ạ? Nãy anh ấy ăn cũng uống nhiều rồi, để cho anh ấy nghỉ ngơi một lát đi. Với cả chị em mình cũng đi một tí thôi rồi về mà. Thôi, hai chị em cứ đi đi, anh không sao đâu. Vâng. Anh ơi, chị Linh với cả anh Phương đi đâu rồi ạ? Hai chị em vừa nhận được cuộc điện thoại của bác ruột nên chạy về đó luôn. Chắc là có việc gấp đấy. Anh hơi có tí men, cho anh nghỉ tí xong anh đi về luôn. Em biết như thế nên mới pha cho anh cốc nước chanh gừng để giải rượu đây. Anh uống đi. Anh có thấy em chu đáo không? Anh cứ uống hết cốc nước này đi. Sau rồi đấy thì em sẽ nói cho anh biết em chú đáo ở điểm nào. Được rồi, anh uống.
Cụm ly. Uống đi. Bây giờ con mồi đã vào bẫy, giờ thì... Đẳng cấp cao của một người con gái là không phải mất cái ngàn vàng, mà bọn đàn ông thì cứ tưởng đã ăn. Cô đang làm cái gì đấy ạ? Em thấy chị nói đúng chưa? Cô ta chỉ bày trò để lừa tiền của em thôi. Đâu, là do anh người yêu của chị cứ giở trò sập sỡ em ấy chứ. Cô bắt tôi ăn hầu sống xong, bây giờ còn định đổ lỗi cho tôi nữa à? Sao? Không nói gì là có bất ngờ đúng không? Cô tưởng là tôi trúng cốc thuốc mê này của cô. Cô nhầm rồi. Lúc cô đi lấy hầu ấy, tôi đã kịp đổ ra rồi nhá. Cô nghĩ mình là cáo già, nhưng thực ra chỉ là con cừu non thôi. Anh cứ uống hết cốc nước này đi. Sau rồi đấy thì em sẽ nói cho anh biết em chú đáo ở điểm nào. Được rồi, anh uống. Cụng ly, uống đi. Tôi đã nhờ phiêu diễn vở kịch này để vạch trần bộ mặt thật của cô. Giờ cô hạ màn được rồi đấy. Sao chị biết trước được? Chỉ là sáng nay vô tình tôi đến đây, tôi đã nghe được hết tất cả. Này, phòng 1210 đúng không? Khổ quá, cứ dục thôi. Tôi đã đứng ở trước cửa nhà bà rồi đấy. Cảm ơn nhá. Để tôi nói mật khẩu nhà cho. Ông vào xem hộ tôi xem có để quên tiền ở bàn uống nước không. Gọi cho con bé giúp việc mãi mà chẳng được. Bà ấy cứ suốt ngày chỉ lợi dụng tôi là giỏi thôi. Bảo là tôi qua đón bà đi cà phê, thế mà tốt cái đi gặp khách hàng, bây giờ lại còn nhờ tôi lên nhà lấy tiền nữa. Ông là bạn tốt của tôi mà, chịu khó giúp tôi tí đi. Hôm qua rõ ràng tôi nhớ là nhét 5 triệu vào ví, giờ chẳng thấy đâu nữa. Chắc chắn chỉ có rời nhà thôi. Thôi được rồi, thì đợi tôi tí nhá. Ừ. Ôi dào, tôi sợ gì chị em nhà. Tôi có bảo bối rồi, chỉ cần tôi mang ra dọa là tên người ấy sẵn sàng dâng tiền cho tôi tiêu. Hình như đây là người giúp việc mà Linh nhắc đến. Cô ta nói thế là sao chứ? Tôi giả vờ bôi hầu vào miệng ông Cường lúc ông ấy say, rồi giả vờ coi như hắn vừa làm nhục tôi, vừa ăn hầu của tôi, vì chứng cứ còn ở miệng đó thôi. Hắn ta tưởng thật nghe tôi răm rắp rồi tự động dâng tiền lên cho tôi ấy chứ. Alo, tôi vừa thấy chuyện này, tôi phải kể với bà. Bà phải làm rõ trắng đen thì thôi. Phiêu đã kể hết tất cả mọi chuyện mà cậu ấy nghe thấy cho tôi, nên tôi đã nhờ Phiêu đóng giả làm người yêu của tôi để xem phản ứng của cô thế nào. Giờ em đã thấy chưa? Em không có lỗi gì cả. Chỉ là cô ta cố tình dựng lên màn kịch này để biến em thành con mồi, để lừa tiền của em thôi. Khốn nạn! Cũng may là nhờ chị tôi phát hiện ra kịp thời, chứ không tôi cũng không biết là tôi sẽ đưa cho cô thêm bao nhiêu tiền nữa. Cũng bởi vì anh ngu mà thôi. Cậu Phương, em đừng để cô ta làm cho bị kích động. Giờ mình đang nắm đằng chuôi mà. Nếu như cô ta vẫn không buông tha cho em, vẫn cố tình tống tiền em, thì chị sẽ đăng đoạn clip này lên mạng để xem ai mới là người đẹp mặt. Cô sao? Cô thấy đoạn clip này rõ nét chứ? Nếu bây giờ tôi mà đưa lên công an thì không biết sẽ thế nào nhỉ? Chị ơi, em xin chị đừng làm như thế ạ. Sao? Biết sợ rồi à? Sợ rồi thì biến ngay đi, đừng bao giờ làm phiền chị em tôi nữa. Em sẽ đi ngay ạ, nhưng mà chị đừng báo công an nhé. Thì ra là bấy lâu nay em mù quáng, em bị cô ta dắt mũi để cung phụng tiền cho cô ta sao? Từ giờ tỉnh táo lên em, đi ra ngoài làm việc nhiều để lấy thêm trải nghiệm thì
thì mới không bị lừa được. Chứ suốt ngày ở nhà chơi bời, lêu lỏng như em ấy, thì không khôn lên được đâu. Dạ vâng. Em nhớ rồi ạ.